Cũng theo Sở Y tế, tỉnh đang tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt thứ 6 với 171.000 liều, chủ yếu tập trung cho người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp. Trước tiên, sẽ tiêm cho khoảng 49.000 lao động đang làm việc tại 930 doanh nghiệp trong 28 khu công nghiệp đang hoạt động theo phương án 3 tại chỗ. Sau đó sẽ tiêm tiếp cho lao động ở các doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động. Hiện đội ngũ y tế của tỉnh đang khẩn trương triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng này, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 17 tháng 8. Việc khẩn trương tiêm vaccine cho người lao động sẽ góp phần phòng chống dịch COVID-19, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo phát triển kinh tế ổn định.